Thái độ sống thì phụ thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người, và với tôi thì tôi lựa chọn một cuộc sống vui vẻ và lạc quan, bởi vì theo quan điểm của tôi thì chỉ cần giữ được sự lạc quan thì dù có bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống, bạn sẽ luôn có đủ ý chí và quyết tâm để vượt qua được tất cả. Nếu tôi nắm trong tay một đặc quyền có thể thay đổi thế giới thì tôi muốn giúp cho mọi người đều có một tinh thần lạc quan và vui vẻ và có thái độ sống thật là tích cực. Nếu được ví như một loài hoa thì tôi muốn là hoa phi yến. Phi yến là một loài hoa biểu tượng cho niềm vui và tình yêu, và tôi mong muốn là cảm giác mà tôi mang tới cho những người xung quanh tôi sẽ giống như loài hoa đó, khiến người ta cảm thấy yêu đời hơn và yên bình hơn. Cái này vui nhất này. Từng đời ạ. Lịch vạn niên. À nhầm, lịch sử. Lịch sử. Càng thắng càng thua. Sai. 15 phân ạ. Em không nhớ lắm. Bằng nhau ạ. Đến từ Nam Cực, à nhầm, Bắc Cực. Ông ấy sống với cả một đống người lùn, cái đấy em nhớ lắm. Suốt ngày đi kể bọn trẻ con mà.